Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Huyền Bí Việt Nam và mình là Huy, người sẽ kể chuyện cho các bạn. Và chúng ta sẽ quay trở lại với bộ truyện kinh dị có thật còn đang dang dở. Ngoại đã giết bao nhiêu người của tác giả Tuệ Thảo. Làm gì còn việc nào đáng sợ hơn từng nhìn thấy mẹ vợ mình ăn xác thai nhi? Đó là câu nói cứ chạy liên tục trong đầu của ba con Tuệ. Nghĩ vậy cho nên ba nó đánh liều chui qua lùm cây đi vào trong nhà. Quả nhiên bước vào nhà thì không còn nghe tiếng chó sủa nữa, chỉ nghe thấy tiếng người đang nói chuyện to nhỏ với nhau. Ba nó nằm rạp xuống đất, bò lại chỗ gốc cây rồi dòm vào trong nhà. Hóa ra đây là nhà của bà Thình, người quen cả. Ba nó cố di chuyển ra phía cửa sổ để tiếp cận với hình ảnh và giọng nói cho rõ hơn. Bên trong nhà bà Thình được bài trí khá kỳ quái, không giống như những căn nhà ở quê thời điểm đó. Chiếc điện thờ rất lớn, chiếm trọn nguyên một mặt tường của căn nhà. Lúc đầu nhìn điện thờ thì ba nó thấy khá quen mắt, nhưng mà rõ ràng đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Ba nó đứng suy nghĩ một hồi mới sực nhớ ra là điện thờ của bà Thình và điện thờ của bà ngoại nhìn giống hệt như nhau. Mà có khác đi chăng nữa thì cũng chỉ là của nhà bà Thình nhìn to hơn của nhà bà ngoại thôi. Ba nó đứng sau cánh cửa sổ chừng 10 phút vẫn không có động tĩnh gì lạ trong câu chuyện của ba người. Ba nó tính đi về thì đột nhiên ông dân tộc lên tiếng. Tới giờ rồi. Ông vừa nói xong thì bà ngoại và bà Thình nhanh nhẹn chỉnh sửa trang phục rồi ngồi chỉnh tề trước mặt điện thờ. Khi mà phát hiện ra sự giống nhau của hai cái điện thờ, ba nó nhớ lại chuyện cũ và linh tính có điều gì đó không lành. Sau khi đọc lẩm bẩm vài câu trong mồm thì người hai bà run lên bần bật, ánh mắt bắt đầu thay đổi, còn điệu bộ thì rõ ràng như biến thành một người đàn ông. Bà ngoại đứng dậy đá cái thau nước đang để ngay dưới chân bàn, cái giọng đàn ông đặc quánh khàn khàn như người có tuổi. Đồ ăn đâu? Ông dân tộc có vẻ sợ lắm, ông ta vái lại liên tục, còn giọng nói thì run run. Dạ thưa hai ngài, con chuẩn bị xong rồi, Giờ con đưa lên liền. Nói rồi, ông lật đật đứng dậy, chạy lại phía nhà bếp, đưa lên một cái mâm có đậy lòng bàn đặt trước mặt hai bà rồi bẩm. Dạ thưa cô hai ngài đây. Bà Thình thấy vậy thì nhanh tay hất cái lòng bàn ra quát. Giọng điệu cũng thay đổi hẳn sang giọng đàn ông, cái giọng sền sệt như có đờm. Mày giữ mặt hả? Sao có nhiêu đây? Nét mặt tức giận của hai bà khiến ông dân tộc vô cùng sợ hãi. Ông ta vừa lại vừa thanh minh. Dạ con đi gần hết mấy cái bệnh viện ở tỉnh, chỉ xin được có nhiêu đây. Con mong các ngài đừng giận, lần sau con chuẩn bị nhiều hơn theo ý các ngài. Nghe thấy thế thì hai bà ngu giận, đưa tay xuống mâm hãy những cái xác thai nhi bị nạo bỏ ra rồi tìm cái gì đó. Sau đó cầm ra một cái xác thai nhi đã thâm tím rồi chọi thẳng vô gầm giường và nói. Cái này có mùi rồi, chắc mày nhặt ở đâu hai ba bữa trước. Đừng có làm tao điên lên, tao cho mày chết nghe chưa? Ông dân tộc cúi mặt, giọng run lẩy bẩy. Dạ, dạ con biết rồi. Nói rồi hai bà chẳng thèm nhìn nhau, mà vô lấy mấy cái xác thai nhi trên mâm rồi gặm ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày. Những đoạn xương sẩu tóc tai hay ruột gan hai bà cũng dành nhau nuốt, không chừa lại thứ gì. Sau khi trong mâm đã hết, mà có vẻ hai bà còn đói cho nên cứ ngửa mũi lên trời hết hết rồi hỏi. Mày còn giấu ở đâu phải không? Sao tao còn ngửi thứ mùi thịt? Nói rồi, bà ngoại đứng dậy đi quanh nhà, lật tung bàn ghế lên tìm. Ông dân tộc sợ hãi bật khóc. Dạ không có, chắc pháp lực các ngài ngày càng cao thâm cho nên ngửi thấy mùi thịt từ xa. Chứ con đâu có ăn đâu, con giấu làm gì? Sau khi nghe ông ta giải thích có phần có lý, nên hai bà đồng loạt im lặng rồi nằm nhũng ra đất giống như có ai mới thoát ra ngoài. Lạ là lúc này hai bà ôm nhau khóc nức nở, còn ông dân tộc không nói gì. Đốt ba que nhang, đưa cho mỗi người một que, thắp lên điện thờ rồi lặng lẽ dọn dẹp ra về. Trước khi ra về, ngoại nói với ông dân tộc. Lần sau đưa đồ tới nhà, đừng có để cho ai biết. Được rồi, thằng con rể nó phát hiện. Ông ta cười. 10 thằng con rể của bà cũng không mở được cái túi đó nữa. Tôi lấy bùa tôi buộc vô rồi. Ba con Tuệ đứng đó như chết trân, vừa sợ vừa kinh hãi mà đái cả ra quần lúc nào không biết.
Người ta nói ở rễ nhục như chó chui gầm chạng. Mà không hiểu tại sao ngày đó mới gặp mẹ con Tuệ lần đầu, trong một lần đi qua tỉnh bên thăm bạn, mà ba con Tuệ dính lấy mẹ nó ngay lập tức. Yêu vài ngày rồi vội vàng cưới. Ông bà nội thấy ba là vội vàng quá, có khuyên nhủ là từ từ. Nhưng mà ba con Tuệ như điên dại, cứ mỗi lần không gặp được mẹ nó thì quậy phá khóc lóc. Ông bà thương quá nên chấp thuận, nghĩ rằng trước sau gì cũng phải có dâu, tại vì họ yêu nhau như vậy là mừng. Ấy vậy mà ông bà chưa mừng được ngày nào, thì khi cưới xong, ba mẹ con Tuệ dọn đồ về nhà ngoại ngay lập tức. Lúc đó ông bà cũng không hiểu là ba con Tuệ bị cái gì, nhưng mà thấy ba nó kiên quyết quá cho nên ông bà không làm gì được. Hàng xóm người ta bàn ra bàn vào nói là ba con Tuệ bị bỏ bùa. Lúc đầu ông bà gạt đi không tin, nhưng càng về sau thì càng tin nhiều hơn. Bà nội đang kể thì sụt sùi khóc, đứng lên đi vào nhà lấy ra một sách thư cũ rồi nói: ba con biên thư về đó, cứ vài ba bữa thì lại nhận được thư. Phải đợi một lúc mới lấy bình tĩnh nói tiếp: giá mà hồi đó ông bà tới sớm một chút thì chắc ba con chưa chết. Con Tuệ cầm sách thư đi ra bờ ao, tựa mình vào gốc xoan ngồi đọc từng lá một. Trong thư toàn là những lời tâm sự cô độc, sợ hãi mà một mình ba nó phải gánh chịu. Bức thư cuối cùng, ba nó viết: tháng 4 năm 1995, ba mẹ của con. Trước giờ con chỉ nghe tới bùa ngải như một dạng truyền thuyết, hay đúng hơn là nó giống như những câu chuyện hư cấu người ta thêu dệt nên để hù dọa lẫn nhau. Nhưng mà nay khi con gặp những chuyện này thì con đã thấy sự hiểu biết của người đời về bùa ngải là quá ít. Đến cả bản thân con sau khi vài lần chứng kiến cũng không thể nghĩ rằng nó kinh khủng và đáng sợ như vậy. Nay con biên thư cho ba mẹ vì con biết mình đã bị lộ và có thể chết bất kỳ lúc nào. Ba từng hỏi con là con có sợ không? Có, con sợ nhiều lắm ba. Tâm can con lúc nào cũng như lửa đốt. Con lo lắng cho vợ con và cho cả con của con nữa. Qua tìm hiểu con biết vợ của con chưa biết gì hết, thương nó, sợ nó biết chuyện lại nguy hiểm giống như con, cho nên con không muốn nói ra. Mai này khi con Tuệ nó lớn, nếu nó tò mò về con mà đến tìm ba mẹ thì ba mẹ nói cho cháu biết cũng chưa muộn, vì có thể khi đó cháu đã biết được phần nào của câu chuyện. Thưa ba mẹ, con bất hiếu chưa ngày nào phụng dưỡng được ba mẹ, nay con lại rơi vào dòng tâm linh luẩn quẩn mà người đời họ nói quả không sai. Chuyện tâm linh là chuyện không đùa được. Vì con tò mò mà để mọi chuyện đến cớ sự này, con chẳng dám trách ai. Con chỉ mong ba mẹ bình tĩnh, sự việc cần thêm thời gian để sáng tỏ. Con có mệnh hệ gì, ba mẹ ráng nuốt vào trong để giữ an toàn cho mọi người. Rồi sau này có thời cơ, mình sẽ tìm hiểu từ từ nha ba mẹ. Mẹ ơi, ở quê mình người ta lắp điện chưa? Ở đây họ chôn cục điện xong rồi, sắp có điện rồi mẹ à. Điện về con cũng yên tâm phần nào để mẹ đỡ vất vả sớm hơn. Mẹ già rồi, chăn nuôi ít thôi, nuôi vài con chó con mèo cho vui nhà vui cửa thôi mẹ. Con thu xếp vài bữa cháu Tuệ được nghỉ hè, con đưa cháu về thăm ba mẹ. Thôi con dừng bút đây, con thương ba mẹ nhiều. À mẹ ơi, tháng 4 rồi mà trời vẫn còn rét nhiều, mẹ mặc ấm để kẻo cơn viêm xoang nó hành nha mẹ. Con của ba mẹ nhận. Con Tuệ ngồi bứt từng cọng cỏ mọc quanh gốc xoan ném xuống ao cho cá ăn. Đàn cá đánh động làm làn nước lăn tăn thật yên bình. Con chuồn chuồn đậu trên cành cây, cứ đậu rồi lại bay, bay rồi lại đậu. Làn gió thổi khiến hoa xoan rơi đầy trên mặt đất. Cái không gian tĩnh mịch này nếu dừng lại ở đây thôi thì có liệu thỏa mãn không? Con Tuệ muốn quên đi mọi thứ, nó muốn ở lại đây. Ở mãi với nội có được không? Khoảng thời gian này nó tự đánh lừa bản thân mình. Nó cho phép bản thân quên đi tất cả để vùi đầu vào trong niềm hạnh phúc gia đình mà rất lâu rồi nó chưa từng cảm nhận được. Tối đó, đang nằm ngủ yên giấc thì con Tuệ giật mình vì âm thanh lạ. Âm thanh khó chịu tới mức làm da gà nó nổi lên từng hồi. Nó ngồi dậy nhẹ nhàng, sợ rằng chính mình lại là người đánh mất giấc ngủ của ông bà chứ không phải âm thanh kia. Con Tuệ đi lại góc tường, ánh đèn vừa bật lên thì nó giật mình khi thấy bà nội nó đang quay mặt vào trong góc tường, tóc lưa thưa dài lượn thượt để xõa chấm xuống cả đất. Bà nội cầm một cái thìa cạ vào góc tường hùng hục giống như ai đang đào bới cái gì đó. Con Tuệ hoảng hồn chạy lại nói:
Nội ơi, nội sao vậy? Bà quay lại nhìn nó, ánh mắt vô hồn như một cái xác rỗng, rồi từ từ quay đầu vào trong góc tường, tiếp tục cả ken két cái muỗng lên tường. Nó sợ quá, chạy vào trong buồng gọi ông nội. Ông đi ra, thấy bà như vậy, thì ông nói: bị mộng du con ạ. Thôi, con đừng sợ, đừng đánh thức bà. Nói rồi, ông đi lại phía bà, nhẹ nhàng cầm tay bà, dắt bà vào buồng, vừa đi vừa nói: đi, đi vô nằm với tôi, ngoài này lạnh lắm. Cả đêm đó, nó trằn trọc không tài nào ngủ được. Ánh mắt vô hồn của nội khiến nó cứ chắc mẩm là bà nội không chỉ đơn thuần là bị mộng du. Sáng sớm, con Tuệ khăn gói về quê. Nó muốn quên đi tất cả để tiếp tục sống những ngày bình yên, nhưng rõ ràng có ai đó không muốn điều này. Nó chào ông bà nội, thắp nén nhang lên bàn thờ của ba nó rồi đi thẳng ra bến xe. Vừa quay trở lại quê được vài ngày, nó còn chưa chuẩn bị được tâm lý và tinh thần để bắt tay vào vấn đề thì nhận được tin bà nội nó mất vì sốt rét. Cái tin như sét đánh ngang tai khiến nó như đau đớn điên dại. Nó lao mình qua bên nhà ngoại, nó đạp tung cánh cửa buồng mà ngoại không bao giờ cho nó bước chân vào, rồi đi thẳng vào điện thờ, hất tung lư hương xuống đất và hét lên: cái thứ ma quỷ, mày xuất hiện đi, mày giết tao đi. Ngoại đang dưới bếp, chạy lên ôm lấy nó, dí đầu nó xuống đất rồi hoảng hốt la: lại ngày đi con, xin ngày tha đi con. Nó hất tay ngoại ra và hét lên: tôi biết hết rồi, các người thật ghê tởm. Nói rồi nó lao mình ra khỏi buồng, chạy thẳng lên nghĩa địa, nằm sấp mình xuống nấm mồ của ba nó mà gào khóc: ba ơi, ba nội mất rồi ba ơi.